Quý vị và các bạn, với chủ đề dịch vụ khách hàng từ trái tim, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn cách tiếp nhận và xử lý vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Nếu căn hộ có các yêu cầu liên quan đến hỏng hóc, sửa chữa các thiết bị điện, nước trên căn hộ, ví dụ như thay bóng đèn, kiểm tra điều hòa, kiểm tra ngấm tường, khoan tường, lễ tân tiếp nhận thông tin, sau đó báo xuống bộ phận kỹ thuật xuống máy lẻ 44. Lưu ý khi tiếp nhận thông tin, lễ tân cần ghi chính xác căn hộ, chi tiết hạng mục sửa chữa để thuận lợi cho việc sửa chữa. Trường hợp kỹ thuật chưa lên được ngay, lễ tân cần gọi điện hẹn khách, tránh trường hợp để khách chờ lâu, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Sau khi tiếp nhận thông tin sửa chữa, lễ tân nhập nội dung công việc vào phần những công việc tồn đọng cần theo dõi trong báo cáo hoạt động của bộ phận lễ tân. Lưu ý, ghi đầy đủ và chi tiết các nội dung hiển thị trong báo cáo. Hết ca trực, lễ tân kiểm tra lại với bộ phận kỹ thuật tình trạng căn hộ xử lý đến đâu, kết quả ra sao. Nếu đã xử lý xong, lễ tân chuyển lên phần những công việc diễn ra trong ngày và đã xử lý xong trong báo cáo hoạt động của bộ phận lễ tân. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến kỹ thuật.